7 món ăn cực kỳ tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Chào mừng quý cô bác và các anh chị đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe 99. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì dinh dưỡng đóng một vai trò vô cùng thiết yếu đối với những người mắc bệnh tiểu đường. Nhiều người còn đang băn khoăn là chưa biết nên ăn gì và kiêng gì cho hợp lý. Thì trong video ngày hôm nay, xin mời bà con hãy cùng chương trình tìm hiểu những nội dung sau đây. Ở phần đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên tắc dinh dưỡng cân đối và hợp lý để quý vị áp dụng khi mà lựa chọn những loại thực phẩm sử dụng hàng ngày. Tiếp theo là phần thứ hai, thì chương trình giới thiệu đến bà con 7 món ăn ngon, đơn giản, dễ làm mà bà con hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà. Và quý vị thân mến, đây đều là những thông tin và những kiến thức vô cùng quan trọng, nên các bác hãy dành trọn vẹn thời gian để theo dõi hết đến cuối chương trình. Và nếu có bất cứ câu hỏi hay ý kiến thắc mắc gì cần được hỗ trợ giải đáp thì vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc gọi điện thoại trực tiếp theo số điện thoại trên màn hình để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất nhé. Không để quý vị phải chờ đợi lâu thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với video ngày hôm nay. Ở phần đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 4 nguyên tắc dinh dưỡng mà người bệnh tiểu đường nào cũng cần phải biết. Việc đầu tiên đó là người bệnh tiểu đường cần phải biết rõ những nguyên tắc dinh dưỡng là gì để luôn chủ động kiểm soát được thực đơn ăn uống, loại thực phẩm mà mình nạp vào ngay cả khi người bệnh đã bắt gặp những món ăn mới lạ và ăn ở bất kỳ đâu đi chăng nữa. Ngay cả những món ăn, những thực phẩm mà chương trình đã giới thiệu cho người bệnh hay chưa giới thiệu thì các cô bác hoàn toàn có thể tự tin với kiến thức của mình để đưa ra những lựa chọn sáng suốt và hợp lý. Và sau đây là nguyên tắc dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường cơ bản nhất. Để đạt được các mục tiêu trên thì trong chế độ ăn uống, người bệnh cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Thứ nhất đó là phải cung cấp đủ nước, trong khoảng 40ml nước trên 1kg cân nặng trên một ngày. Có nghĩa là ví dụ các bác cân nặng khoảng 50 cân thì một ngày các bác nên uống khoảng 2 lít nước. Tuy nhiên không phải là cứ không khát là người bệnh cũng phải cố gắng uống sao cho đủ 2 lít nước mà còn tùy thuộc vào thời tiết ra sao. Nếu là mùa đông thì mọi người sẽ không cần phải uống quá nhiều nước như vậy hoặc tùy theo chế độ ăn mặn, ăn nhạt khác nhau ở mỗi người mỗi khác. Tiếp theo là nên ăn uống điều độ, đúng giờ. Không để quá đói, không để quá no vì sẽ rất khó để kiểm soát đường huyết. Nên chia nhỏ bữa ăn, ít nhất là khoảng 4 bữa, nên ăn thêm một bữa phụ vào buổi tối để tránh hạ đường huyết vào ban đêm. Không nên thay đổi quá nhiều và quá nhanh cơ cấu cũng như khối lượng của các bữa ăn. Các bác cũng không nên ăn kiêng khem mà cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng bao gồm chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin, muối khoáng và chất xơ. Và mỗi loại thực phẩm chứa một số dinh dưỡng khác nhau và không có một loại thực phẩm nào chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho nhu cầu của con người. Do đó, không thể ăn một loại thực phẩm duy nhất được mà cần phải ăn phối hợp nhiều loại thực phẩm với nhau. Bữa ăn cần phải có mặt đại diện của 4 nhóm thực phẩm. Nguyên tắc thứ nhất đó là nhóm ngũ cốc, khoai củ và các loại bột đường. Nhóm thực phẩm này thì chủ yếu cung cấp năng lượng, giàu các chất đường bột, không có hoặc có rất ít vitamin C, D, A và các chất béo. Nên ăn vừa đủ gạo tẻ, gạo nếp, gạo lứt, khoai lang vân vân theo nhu cầu năng lượng của cơ thể. Hạn chế khoai tây, miến rong, bánh mì trắng, bánh ngọt vân vân vì dễ làm tăng lượng đường huyết. Nguyên tắc thứ hai, đối với nhóm sữa, thịt, cá, trứng, đậu đỗ khô và các chế phẩm của chúng. Nhóm này cung cấp chất đạm, protein, phốt pho, sắt và vitamin. Với trường hợp thừa cân, béo phì, cần chọn thịt nạc. Không ăn thịt có mỡ, thịt gà cần phải bỏ ra. Tăng cường ăn các loại đạm thực vật từ các loại đậu như đậu phụ, sữa đậu nành không đường. Tiếp theo là nguyên tắc thứ 3, đối với nhóm dầu mỡ, các loại hạt có dầu. Giúp cung cấp chất béo cho năng lượng cao, tăng hấp thu vitamin tan trong dầu. Người bệnh tiểu đường thì nên tăng cường ăn dầu thực vật, dầu đậu nành, vừng, dầu ô liu vì chứa nhiều axit béo không no cần thiết cho cơ thể. Hạn chế dùng mỡ, bơ, óc, lòng, lục phủ ngũ tạng hay những loại đồ hộp. Nguyên tắc thứ tư áp dụng đối với nhóm rau quả. Và để cung cấp chất xơ, vitamin, axit amin và khoáng chất thì người bệnh cần ăn rau quả chín, nên ăn nhiều món rau trộn salad, luộc hay kết hợp với ngũ cốc. Bên cạnh những loại rau quả quen thuộc hàng ngày như rau muống, rau ngót, mồng tơi, bí xanh vân vân thì khổ qua hay còn gọi là mướp đắng, tảo spirulina cũng được nhiều người tiểu đường sử dụng thường xuyên.
Trong tảo spirulina có chứa phenylalanin có tác dụng lên trung tâm thèm ăn ở não bộ, giúp giảm các cơn đói dày vò của người bệnh tiểu đường, đồng thời giữ cho lượng đường trong máu ở mức bình thường. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng hàng ngày, người bệnh cần chú ý chế độ luyện tập, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ hoặc cần bổ sung thêm các sản phẩm từ thảo dược giúp ổn định và kiểm soát đường huyết, giảm các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường cũng là điều rất quan trọng. Tới giờ phút này thì cô bác đã nắm được những nguyên tắc dinh dưỡng cơ bản đối với người bệnh tiểu đường rồi. Vậy ngay sau đây, xin mời cô bác cùng đến với những món ăn mà người bệnh tiểu đường nên bổ sung ngay vào thực đơn của mình. Trước khi bắt đầu phần tiếp theo thì cô bác hãy chuẩn bị giấy bút để ghi chép, phòng trường hợp nhiều thông tin quá thì mọi người sẽ không thể nhớ đầy đủ nhé. Phần thứ hai, những món ăn giúp hỗ trợ ổn định đường huyết hiệu quả ở người tiểu đường. Món ăn thứ nhất đó là canh hẹ. Món canh này đặc biệt tốt cho người bệnh tiểu đường vì giúp giảm lượng đường trong máu. Các bác cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Đầu tiên đó là hẹ tươi, chuẩn bị 150g. Chúng ta cần rửa sạch và cắt khúc. Bên cạnh đó là cần với một chút tôm khô khoảng 30g, ngâm nở và giã nát. Cà chua 1 quả, thái múi cau, đậu phụ 2 miếng, để ráo và cắt miếng vuông. Gia vị gồm có hành tím băm, ít muối và hạt nêm. Cách làm như sau. Các bác phi thơm hành tím, sau đó cho tôm khô vào xào. Khi dậy mùi thơm, đổ nước vào nấu sôi. Tiếp tục cho thêm đậu phụ, hẹ và cà chua vào nấu cùng. Nêm lại gia vị với ít muối và hạt nêm. Thứ hai đó là nấm xào cải xanh. Món này đặc biệt tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường, kèm bệnh động mạch vành, mỡ máu cao và cao huyết áp. Chúng ta cần chuẩn bị cải xanh khoảng 350g, làm sạch và thái khúc. Nấm hương tươi, 6 tai, cắt bỏ cuống, ngâm qua nước muối pha loãng, 50g bắp non. Hành tím, 1 củ, lột vỏ và băm nhỏ. Gia vị, 1/3 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm rau củ và thêm một chút dầu ăn. Cách làm như sau. Các bác hãy phi thơm hành với một ít dầu, cho nấm vào xào cùng. Khi nấm chuyển sang màu chín thì sẽ cho tiếp phần bắp non và rau cải xanh vào xào cùng. Đến cùng thì món ăn chín thì lại nêm thêm gia vị cho vừa ăn và tắt bếp. Món ăn thứ ba, thịt nạc nấu dâu ngô. Món ăn này rất thích hợp cho bệnh nhân tiểu đường dạng âm hư, khô nóng, có tác dụng hạ nhiệt, giải khát, thanh lọc cơ thể. Các bác cần chuẩn bị thịt lợn nạc 100g, dâu ngô 90g, bột thiên hoa 30g. Cách làm như sau. Đổ nước hầm thịt, khi gần chín cho dâu ngô và bột thiên hoa vào. Đun nhỏ lửa thành canh, ăn thịt uống canh. Ngon và bổ hơn khi dùng nóng. Món ăn thứ tư, canh tía tô và rau thơm nấu. Món canh tía tô giúp tán hàn giải biểu, dùng cho người tiểu đường kèm theo cảm lạnh. Chúng ta cần chuẩn bị gia vị, húng quế, húng lủi, kinh giới v.v. mỗi loại 10g. Tía tô 30g nhặt lấy lá, 100g tôm nõn. Cách làm sau đây, giã nát tôm và thả vào nồi nước sôi. Kế đến cho tất cả các loại rau thơm và tía tô vào nấu chín. Sau đó dùng nước canh này ăn mỗi ngày một bữa. Dùng cách nhau 3 ngày và dùng liên tục trong tháng. Món ăn thứ 5, cháo cà rốt. Cà rốt có thể chữa trị và ngăn ngừa rất nhiều bệnh tật khác nhau. Ngoài các enzyme và các tiền chất vitamin A, nước ép cà rốt còn là nguồn cung cấp rất nhiều insulin thực vật có khả năng làm giảm lượng đường trong máu, hạn chế nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và béo phì. Nếu ai bị đái tháo đường kèm theo mỡ máu cao thì quý vị nên ăn món cháo cà rốt. Các bác cần chuẩn bị cà rốt tươi, gạo ngon để nấu cháo. Cách làm như sau. Cà rốt rửa sạch, sắt miếng, nấu chung cùng với gạo thành món cháo nhừ. Quý vị có thể ăn vào buổi sáng và chiều trong ngày để có được hiệu quả tốt nhất. Món ăn thứ 6, canh khổ qua nhồi thịt. Khổ qua từ xưa được biết đến là một loại quả có khả năng chữa nhiều bệnh, trong đó có tác dụng hạ đường huyết vì nó có hoạt chất carotin, glycosid, steroid, có tác động đến lượng đường glucose
hoặc lượng hormone insulin. Mướp đắng có thể giúp đẩy mạnh quá trình tiết insulin, cải thiện khả năng tế bào hấp thu đường glucose, đồng thời cản trở gan tiết quá nhiều glucose. Ngoài ra, mướp đắng còn có khả năng chống oxy hóa, giúp cho các tế bào trong cơ thể khỏe mạnh và chậm lão hóa. Chúng ta cần chuẩn bị mướp đắng, thịt nạc vai xay nhuyễn, mộc nhĩ thái nhỏ, hành, mùi tàu rửa sạch, thái nhỏ. Cách làm như sau: mướp đắng cắt đầu đuôi, bỏ hạt, rửa sạch, cắt khúc chừng 3-5cm. Thịt nạc vai xay nhuyễn, trộn đều với mộc nhĩ thái nhỏ, thêm một chút gia vị cho vừa vặn, rồi nhồi vào từng khúc mướp đắng vừa cắt. Đun nước sôi, sau đó cho từng khúc mướp đắng đã nhồi thịt vào trong nồi. Đun chừng 10 phút cho cả mướp đắng và thịt. Khi chín đều rồi thì cho hành, mùi tàu vào và tắt bếp. Hãy bổ sung món ăn này cho người tiểu đường vào thực đơn ăn uống hàng ngày quý vị nhé. Món ăn thứ 7: ốc bươu bung củ chuối. Theo y học cổ truyền, thịt ốc bươu có tính hàn, vị nhạt, không độc, có tác dụng bổ dưỡng, tiêu viêm, lợi tiểu, trừ thấp nhiệt, tiêu thũng, thông lâm, sỏi, trị bệnh tiểu đường. Củ chuối hột có tính chất trị bệnh tiêu khát, rất thích hợp với những bệnh nhân tiểu đường. Mùi vị món ăn này rất đậm đà, có đủ cả vị chua, vị chát, làm giảm cảm giác khát nước, đói bụng của người mắc bệnh tiểu đường. Ốc bung củ chuối là món ăn cho người tiểu đường dân gian vẫn thường dùng. Các bác cần chuẩn bị ốc bươu, thịt ba chỉ, đậu phụ rán, củ chuối hột non thái nhỏ, nghệ giã vắt nước, khế, mẻ, mắm tôm và gia vị v.v. Cách làm như sau: ngâm ốc bươu trong nước vo gạo trong cho ra hết nhớt, rửa sạch, sau đó khều lấy đầu và bỏ ruột. Thịt lợn thái mỏng, ướp với mẻ và nước nghệ, thêm ốc vào ướp cùng. Củ chuối thái mỏng, ngâm nước cho ra hết nhựa rồi cho vào nồi ninh nhừ chừng 1-2 giờ. Ăn thử, nếu thấy mềm là được. Sau cùng cho tất cả các nguyên liệu vào, nêm gia vị vừa ăn, để chừng 30 phút cho ngấm đều, rồi đun thêm 30 phút nữa cho ngấm đều gia vị và tắt bếp. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những nguyên tắc dinh dưỡng cân đối và hợp lý khi áp dụng lựa chọn thực phẩm cho những người bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó là chương trình đã giới thiệu đến bà con 7 món ăn ngon, đơn giản, dễ làm mà bà con hoàn toàn có thể thực hiện và chế biến ngay tại nhà. Hy vọng rằng những thông tin và những kiến thức mà chương trình vừa chia sẻ đã giúp chú quý vị có thêm những hiểu biết, những kiến thức để có thể phòng và điều trị bệnh tiểu đường ngay tại nhà. Cảm ơn các bác đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.